Alo, iPhone 16 gồ mắt màu titan tự nhiên xin nghe ạ. Trời ơi, không, cứ nói chuyện thoải mái đi. Cái 16 gồ mắt này á, cái lò nó lớn lắm, nghe muốn riết lỗ tai luôn vậy á. Sao, bạn rồi mượn tiền hả? Ồ, mình hết rồi bạn ơi, mới mua hết trơn rồi. Ừ, giờ ăn gán để dành để mót mót sang năm 17 gồ mắt ra cái mình mua cho có với người ta. Ừ, thấy vậy chứ cũng khổ lắm bạn ơi. Đừng thấy tôi vậy mà vậy, tiết kiệm từ đồng từ cát ăn mì gói để mà mua đó. Chứ đâu phải như ai kia mà ăn thịt này kia rồi tới hồi kẹt cái đi mượn tiền đâu. Ừ, vậy nha. Trời ơi, công nhận 16 gồ mắt nói chuyện nghe đã thiệt luôn á, màu tự nhiên này đẹp gì đâu á. Ôi, chạy. Lên. Anh em bữa nay đi đâu mà chạy quay? Đi chuẩn bị lấy xe chạy đi uống cà phê. Đồ, nghe nói dạo này cũng khấm khá lắm đúng không? Nữa, đòn tầm bậy tầm bạ không mà làm gì mà khấm khá, khùng cái gì á. Thôi bà ơi, anh em biết trơn mới mua cái 16 đúng không? Trời, ta chưa có gửi mà sao anh em biết hay vậy? Thôi, tao thì anh em với nhau không đó giờ, tao đâu cần gửi đâu. Vậy cũng được. Nói chứ, tại tao có chút chuyện, tao nằm nãy giờ sớm giờ luôn, sớm giờ nằm đây đợi mày. Cái gì? Thôi à, tao nói rồi đó, tao mới mua cái 16 con mắt, tao không cho mượn coi đâu. Không, anh em giờ cũng khá giả, định mượn chút ít, đặng làm vốn, làm ăn. Không được rồi, cái này càng không được nữa. Tại mới mua iPhone 16 con mắt hết tiền luôn rồi bạn ơi. Hồi sớm có thằng Chiến nó mới gọi mượn tiền rồi đó mà tôi cũng hết tiền rồi. Nói chứ, thiệt chứ, không lẽ giờ anh em mày khấm khá vậy, anh em mượn vài triệu làm ăn mà không cho? Không, thiệt tình là tôi mua cái điện thoại hết tiền rồi, bây giờ là mỗi tháng sau tôi phải bỏ ống lại để mà sang năm mua 17 gồ mắt với người ta, cho nên bây giờ hết tiền rồi. Thì bây giờ mày cho tao mượn đi, tao làm ăn được, năm sau tao trả mày lại mày. Thôi, mua 17. Tiền bạc mắc lòng anh em dữ lắm, không có được. À đó, giờ có khi nào tao mượn tiền mà tao không trả đâu cháu. Biết là vậy rồi nhưng mà anh em mình thân thiết với nhau á, dính tới tiền bạc dễ mít lòng lắm. Bà ơi, nói không cho mượn thì nói đại tí không cho mượn thì nó vòng mệt. Thôi, bạn kiếm ai mượn đỡ đi. Tôi ra tôi lấy xe tôi đi uống cà phê. Đặng ngồi bấm lướt coi cái 16 gồ mắt có mượt không. Má, mượn có chút ít nó không cho.